Này ông ơi, ông đảo thịt nhá. Này đúa đúa này không? Đấy để xấu với lại mạnh rửa. Đấy cho thêm một chút vào rửa bát này, cho đây. Chú rửa cho. Đấy, cá cây ấy. À. Cá cây trâu nó để nó đói nó về. Ờ. À. Nó về hút để hút kim nó rồi. Ờ. À. Thế là hôm nay ông có bị ngá không? Không dùng rẻ à, mạnh. Đây này là cái này này. Đấy. Đấy cái này này. Đấy. Xin kính chào các ông bà. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu được lại tiếp tục xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ. Không, vừa rồi thì đi xuống chỉ có bác gặp là một mình bé Mạnh là ở nhà thôi. Mạnh là ở nhà trong nhà. Thế ông của Mạnh đi đâu rồi? Ông đi xuống bên kia làm gì? Hái rau à? À, đây bây giờ thì cũng chuẩn bị là đến bữa cơm tối rồi cô bác ạ. Ông của Mạnh thì cháu được đang nhìn thấy là ở tiếp theo dưới kia đi Mạnh vừa bảo là đi hái rau nữa. Thế là Mạnh là không đi cùng ông à? Hả? Thế Mạnh là ở nhà là làm cái gì? Chơi thôi á. Mà Mạnh ngồi xuống đây, Mạnh ngồi xuống đây. Đấy. Ôi giời, Mạnh ăn mía à? Lấy mía đâu ra đấy? Nhà anh Kiên á? Nhà anh Kiên là ở đâu? Nhà ở kia à? Đi có xa không? Xa. Xa. Mạnh không lạnh à? Có lạnh không? Lạnh. Lạnh á? Có lạnh không? Lạnh. Đi mặc áo ấm đi, đi lấy áo ấm mặc đi, đi. Đi, Mạnh đi về nhà vào nhà lấy áo ấm đi. Phải đến chiều tối thì có vẻ như là khá là lạnh một chút rồi cô bác ạ. Vậy vừa rồi thì cháu Lực xuống thì cũng có trích tiền của bà An Phạm là hôm nọ gửi cho Lực là 50 đô để mà mua thức ăn xuống cho hai ông cháu. Đấy. Cái ổ khóa này thì cũng được các bác là làm mà cho. Úi ôi, gà vào hết trong nhà rồi, đổi gà đi. Đổi gà đi, đổi gà, gà đâu? Đổi gà đi. Đấy, Mạnh là ở nhà là trong nhà, trong gà đấy cô bác ạ. Ở trong nhà thì có vẻ như là khá là nhiều đồ. Ở đây thì cháu đừng nhìn thấy là có những cái vỏ hạt thóc này cô bác này. Vỏ hạt thóc này thì là chuột nó ăn đấy. Ở đây thì cũng có thêm bánh chưng nữa. Đây là, thế là cũng tự biết bật rồi đấy nhỉ. Bây giờ thì Mạnh bật đi. Không tí nữa ăn cơm là không có cái bật đâu, tắt đi. Đấy, áo ấm đâu? Đây, áo khoác một cái nào, xem nào. Cái này là cái quần mà, cái quần của Mạnh mà. Mạnh xem áo khoác đi, áo khoác. Cái áo của Mạnh đâu hết rồi? Áo đâu hết rồi, lấy áo mặc vào. Ủa, áo thì để trong bao tải thôi à? À. Đấy cũng là cái, không có áo khoác không? Đấy, lấy cái áo mới đi. Đấy. Chui đầu hẳn vào trong bao tải để tìm. Mạnh là tự biết mặc quần áo đấy cô bác ạ. Hãy mặc thêm cái áo đấy vào cho nó đỡ lạnh. Mạnh thì là một đứa trẻ mà phải nói là rất là đáng yêu cô bác. Hay là Mạnh đi cùng chú về ở đi. Có đi không? Không. Không à? Thế Mạnh chỉ ở với ông thôi à? Ừ. Tự biết mặc áo. Quay ngược rồi. Ấy. Mạnh là tự biết mặc áo à? Ông có phải mặc cho Mạnh không? Không. Không à? Thế là tự biết mặc luôn. Hai con cháu thì sống trong một cái ngôi nhà, một cái túp lều mà phải nói là khá là nhỏ. Ở đây thì không phải là gọi là ngôi nhà nữa mà gọi là ngôi nhà tranh luôn rồi. Mặc xong chưa? Chưa à? Đấy, mặc đi, mặc xong rồi thì mình đi ra ngoài sau. Đấy, quần áo của Mạnh thì cũng được các bác gửi cho khá là nhiều cả. Ra đây chú xem nào, ra đây chú sửa cho. Ra đây. Đấy, ông thì về đến kia đấy.
À, đi đi ra ngoài xem mà ông đã lấy cỏ về làm như nào nào. Đấy. Ôi, ông là chưa lấy cỏ về đâu đấy nhỉ? Ở trên này thì hôm nọ khi mà mấy ông cháu lập bạt xong cô bác ạ, thì ông đan lại một chút những cái miếng tre để mà để vào làm sao mà khi mà có gió về thì nó sẽ không có bị bay cái phần bạt nó đi. Ông thì có vẻ như là vừa mới đi làm cái công việc gì khá là nặng nhọc sao cô bác. Nhìn thấy là ông mặc cái quần áo rất là xộc xệch. Và bây giờ ông đi đâu về ông? Lấy cỏ. Đi lấy cỏ à? Thế là cỏ của ông lấy về chưa? Cho cháu ăn rồi. Cho cháu ăn luôn rồi à? À. Đây là tối nay là ăn dâu này không? Vâng. Tối nay đây là dâu gì đấy? Ôi dâu này dâu đắng lắm ông nhỉ? Vâng, dâu đắng. Dâu đắng như này làm sao mà mạnh mà ăn được? Mình chưa biết ăn được không? Dâu đắng này chắc là mạnh không ăn được đâu. Chưa bao giờ ăn mà. Ồ. Thế là đến đến giờ mà hai ông cháu ăn cơm chưa? Còn chưa được nấu thôi. Chưa được nấu à? Thì bây giờ ông còn đi thêm làm cái gì không? Đi lấy nước. Đi lấy nước à? À đi lấy nước xuống nọ đây không? Mày có đi lấy nước không? Đi. Đi. Xô bé của Mạnh đâu? Để hỏi là có đi lấy nước không là không không. Đấy là vừa rồi là ông là cho Mạnh ở nhà một mình à? Vâng. À. Ông đổ nước nó đi. Thử quậy ướp lên này. Nếu ráo người ta là văn quất. Chính đấm rồi. Ông thì chắc là bị ốm hay sao ấy nhờ? Vâng. Đi đau đầu lắm. Đau đầu à? Thấy nói chuyện là có vẻ như khắc khắc một chút cô bác ạ. Cái Mạnh thì là tự đi trước rồi. Sao bị... À thế là ông tắm nước lạnh à? Vâng rồi. Chuyện đó. Tầm giờ này thì cháu Lực cũng căn giờ một chút là đi xuống nhà của hai ông cháu để làm sao kịp mà hai ông cháu kịp ở nhà đến bữa cơm tối ấy, cô bác. Cái Mạnh thì chạy đi khá là nhanh cô bác này, chạy đi trước rồi. Cái con đường này chắc là phải nói là rất là quen thuộc với lại Mạnh rồi, cho nên là Mạnh mới đi thuần thuộc như vậy. Một đứa trẻ có 5 tuổi thôi chạy lóc nhóc nhóc ở một cái con đường mà phải nói là cực kỳ là nhỏ cô bác ạ. Ở đây thì người lớn đi mà không chú ý thì còn bị ngã luôn. Ồ, thế là hôm nay là ông ăn làm này không? À, ông là hôm nay là chắc là cuốc bột ruộng của bác này. Và bây giờ thì đến mùa làm ruộng ấy. Đá này thì ông nó vướng ruộng hay là như nào? À là ông đục ra để máy nữa xếp ra bên kia đúng không? Ôi rồi Mạnh thì đã chạy đi xuống dưới rồi. Cái con đường này chắc là rất là quen thuộc với lại Mạnh rồi ông nhờ. Thế là mỗi lần là ông đi lấy nước thì là đều là có Mạnh đi theo à? Đấy, một mình là hết là không biết là ra là lấy nước trước. Ở đây thì nếu mà ông bảo là Mạnh đi lấy nước ấy thì Mạnh biết tự vào đây lấy nước không? Có nhưng mà tối nó xử ấy mà. À thế là buổi tối là không dám đi đúng không? Thế là còn ban ngày là dám đi à? Hai ông cháu thì nương tựa nhau màu vào mà sống. Ở cái chỗ này thì không có một người thân, một người hàng xóm nào lùi hủi. Một nổi hủi là hai ông cháu nhưng lúc ốm đau thì là ông là cái người mà phải nói là cực kỳ là vất vả. Thế Mạnh là biết là tự ra đây lấy nước à? Ôi ôi Mạnh thì rất là ngoan của bác ạ. Mạnh có yêu các ông bà không? Yêu à? Mạnh có yêu các ông bà mà khi mà các ông bà gửi quần áo cho không? Thích à? Mạnh có muốn các ông bà giúp cho Mạnh là có một cái ngôi nhà mới ở không?
Hả? Thích à? Cái ngôi nhà của Mạnh thì đến lúc mà có mưa về ấy, Mạnh có sợ sợ không? Không. Có sợ không? Không. Sợ à? Thế lúc có gió về thì có sợ không? Thế mưa là dột à ông? Lúc mà Mạnh đi ngủ thì mưa có rơi vào mặt không? Không. Không rơi đâu à? À, cái chỗ mà ông với Mạnh ngủ thì chắc là chỗ đấy thì không có bị mưa dột xuống không nhỉ? Ừ. Chỗ khác là bị hết rồi đúng không? Mạnh cầm cái pép để làm gì ấy hả? Đấy, Mạnh được, Mạnh thì sách lấy được cái nào? Cái đấy à? Đợi ông cùng đi chứ, đợi ông nè. Đấy, đợi cả ông nè, đợi cả ông cùng đi xong tí. Cái nào mà không lên được thì ông mới hộ nhà. Mạnh thì năm nay đã được 5 tuổi rồi ông nhỉ? Được hơn 5 tuổi chưa ông? Thế đến hết là tháng 6 thì nghỉ hè thì sang năm sau thì lên lớp 1 rồi à? Vâng. Ồ, thế... thế là sang năm sau là một anh chàng mà đi lớp 1 đấy nhỉ? Đấy. Đó, Lực cũng sẽ bảo ban với ông là làm sao mà không cho Mạnh mà bị bỏ học ở dưới trường. Sợ là Mạnh là đi học một thời gian thì Mạnh sẽ bỏ học ở nhà đấy cô bác ạ. Khi mà ở nhà ông sức khỏe thì ngày một yếu đi rồi. Và ở nhà thì vẫn như vậy. Không làm thì hai ông cháu không có cái gì để mà ăn. Ôi. Nhà ông hết số to rồi à? Chưa to. Ông có muốn mua xô to không? Mua một cái to hơn à? Ồ, thế thì hôm nào cháu xuống thì cháu mua cho ông với lại Mạnh nhá. Mua xô to hơn nhá. Cái con đường, ôi trời ơi. Cái con đường đi rất là khó của bác ạ. Đấy, nhưng mà Mạnh vẫn lấy nước về nhà để mà nấu cơm. Và những cái bậc mà ruộng mà khá là cao, Mạnh phải làm hai lần lên thì mới lên được. Anh nhìn thấy là có một số bạn nhỏ chắc là ra đây chơi với Mạnh như sao ấy. Ra đây chơi với Mạnh à? À, ta rủ Mạnh đi chơi à? Mạnh thì bây giờ chuẩn bị nấu cơm rồi đấy. Mạnh thì chắc là đến giờ chuẩn bị nấu cơm rồi, chắc là không đi nữa mà ông nhỉ? Một tí nữa thì xem là khi mà Mạnh điệu nước về đến nhà thì xem là còn bao nhiêu. Ở ngoài kia thì những người bạn là bằng tuổi của Mạnh thì vẫn còn ở trong vòng tay của người bố với người mẹ, nhưng mà ngược lại Mạnh thì là ở trong vòng tay của người ông. Người ông là nuôi nấng Mạnh lớn lên. Thế tối nay thì ăn cơm với lại trứng ông nhỉ? Ôi ôi, đấy Mạnh thì là ở nhà là chuyên trong nhà đúng không? Chuyên trong gà đúng không? Ôi ôi. Ông của Mạnh thì ở nhà cũng rất là chăm cô bác ạ. Cũng nuôi được một chút con gà. Cái gà thì toàn là gà nhỏ thôi, chứ không nhìn thấy gà to. Xách con gà luôn này cô bác này. Mạnh thì vừa xách con gà bé bé này. Hết chưa Mạnh ơi? Hết rồi à? Ồ. Bây giờ thì sẽ để ông là vo gạo. Vo gạo thì cháu sẽ giúp ông là thổi lửa. Này, cái rau này thì phải nói là cực kỳ đắng của bác ạ, rau này ấy. Rau này thì chắc là phải chấm với lại đậu xí thì mới ăn được ông ạ. Đấy sao không? Ôi ở Mạnh này đi học à? Ra đây chú xem nào, ra đây chú xem nào. Ra đây nào, học ở đâu? Ra chú sáng sáng xem nào.
ra đây chú xem nào. Đâu, học những gì nào, xem nào, bây giờ. Thế là đây là Mạnh tự học à ông? Thế là các chị bên kia là dạy học đúng không? Phải không? Nào để cho các chị dạy xem nào. Vào đây nào. Đấy, vào đây, ra đây chú Bảo, ra đây. Ra đây, dạy Mạnh học đúng không? Phải không? Ra đây nào. Đấy. Thử dạy Mạnh học cho chú nghe xem nào, cho chú xem nào, tí chú cho kẹo. Dạy không? Thế dạy như nào? Mạnh thử đọc xem nào. Mạnh có biết đọc theo không? Có biết đọc theo các chị không? Đây là vở của ai? Quyển vở của ai? Quyển vở của mẹ. Mạnh. Của Mạnh à? Cái quyển vở này cho Lực nhớ rồi cô bác ạ. Hôm nọ thì các bác gửi lên cho. Học ở đây luôn à? Không có chỗ nào học à hả? Đi vào trong nhà kìa. Đi vào trong nhà bật đèn dạy học các em. Nhà hai đứa này là ở đâu? Ở trên kia à? Thế xuống đây cũng khá là xa nhờ. Đây chú lấy bánh cho này. Đấy. Cả Mạnh nữa, ra đây chú lấy bánh cho. Đấy, Mạnh thì phải nói là khá là hiếu học của bác ạ. Đã biết cầm là quyển vở mà ra đến đây để mà học rồi đấy. Cũng có thể là vừa rồi thì có khoe với cháu Lực một chút. Ôi giời ơi, còn đúng 3 con. À 4 con. Đây anh cho nhà ở nhà có em không? Có. Có bao nhiêu người em? Một người em à? Thế thì đây là 3 cái nhá, về chia nhau nhá. Rồi. Cho em nữa nhá. Đấy. Còn là cái này thì chú cho Mạnh này. Đấy hai tay chứ Mạnh. Hai tay cháu xin. Rồi, đấy. Lần sau là gặp chú là chú cho là phải biết xin nhá. Được chưa? Rồi. Bây giờ thì tối rồi thì đã về nhà chưa? Hay là ở đây chơi với Mạnh nữa? Về nhà rồi à? Rồi, thế thì bye bye nhá. Ngày mai lại xuống đây dạy Mạnh học nhá. Bye bye. Rồi, bye bye rồi. Bye bye các chị đi, Mạnh. Rồi, các chị thì xuống đây là hóa ra là vừa là chơi với Mạnh vừa là dạy học Mạnh đấy. Nào Mạnh không mời các ông bà ăn bánh à? Nào con mời các ông bà ăn bánh. Rồi. Ngon không hả Mạnh? Ngon à? Một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ có 5 tuổi thôi các bác ạ. Một cả một cái tương lai và cả một cái thế hệ của em còn đang nằm trong cái vòng tay của người ông. Người ông thì khi mà lúc nào mà nấu cơm các bác này thì hai ông cháu là nấu. Chỗ này là ông nấu bao nhiêu bát đấy? 3 bát. Nấu 3 bát à? Ồ. Thế là tối nay là nấu cả phần cháu rồi à? Chắc là có khi là tối nay là chắc là phải ăn cơm với lại hai ông cháu thêm một bữa nữa cô bác ạ. Nhà ông ở dưới kia có cái rau mà cho vào trứng không? Có rau gì vậy? Không có à? Thế là vừa rồi rau này là ông đi hái rau dại ở rừng thôi à? Vâng. Thế là tối nay là hai ông cháu là chỉ ăn xào nguyên rau đắng này để ăn được không? Vâng, xào rau đắng. Ôi giời. Đấy, không biết là các bác ở dưới xuôi thì có biết là cái rau này không? Hay nhưng mà ở trên cháu Lực thì rau cái rau này khi mà nó già ấy thì nó có quả nó hơi màu vàng vàng một chút, ăn nó rất là đắng. Ăn xong rồi à? Cái đây là cái gì đấy? Cất kiển vở đi. Không làm một tí nữa mất đấy. Mạnh thì có vẻ là hiếu học ông nhỉ? Lọ đấy lọ gì đây? Hết rồi. Lọ dầu Phật Linh không ạ? Nhưng mà hết rồi. Ở trên chỗ này thì là vừa là cái mái tôn và vừa là cái chỗ mà để mà làm chạm bát của ông luôn. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã nói trên cái thước phim hôm trước thì có lẽ rằng là cháu Lực sẽ đi mua Pro về để mà che ở trên này một chút này. Tại vì là cái phần Pro, phần bếp của bác thì không thể lập bằng bạt được. Lập bằng bạt thì sợ là sau này nó sẽ bị cháy. Nên là cháu Lực sẽ bảo với ông
hôm nào mà khi mà cháu được lấy được pro thì sẽ nhờ người ở xung quanh ở chỗ này đi mà hộ, xem là người ta có hộ không. Nếu mà người ta không hộ thì sẽ lấy để mà thuê người vào. Bây giờ thì ông anh nhóm bếp thì cháu được sẽ cùng ông là nấu cơm luôn cô bác nhé. À, thưa cô bác, vừa rồi thì cháu được đang nấu cơm ở dưới nhà thì có nghe Mạnh, nghe ông nói rằng là cho Mạnh lên đây để mà hái rau á, là Mạnh một mình là tự khắc lên luôn cô bác ạ. Một cái quãng đường cũng khá là xa. Thế vừa rồi thì có bảo với lại ông bảo là có rau gì không để mà cho vào trứng ấy, thì thấy là ông mà có là có hành của bác là một mình là Mạnh là tự lên đây luôn. Đuổi theo Mạnh thì khá là mệt rồi. Đủ chưa à? Hả? Đủ rồi à? Đủ rồi thì đi về thôi nhỉ. Rau này có phải rau của nhà Mạnh không? Hả? Phải à? Thế là rau này là ai trồng? Ông trồng à? Cùng là Mạnh hái một chút đó của bác ạ. Ôi dồi ôi, đây này. Hồng rồi, hồng rồi. Đi ra ngoài đi. Đi ra ở ngoài hái. Đấy. Từ từ nhá, đi ra ở ngoài. Chú hái cho mũ. Nào, để chú hái cho nhá. Mày là Mạnh cũng biết là của nhà Mạnh à? À. Ấy, lên rồi à? Đi về rồi à? Đây, đây. Đấy, rồi. Phải lấy một ít thôi. Mạnh thì nói là leo trèo rất là giỏi cô bác ạ. Ông thì vừa rồi cho Đức bảo nhà là hộ cho Đức xem một chút rồi, một chút cơm. Thì khá là xa các bác, thì từ cái bụi cây đằng sau cái bú tre cái lên. Nào không được lấy chạy nhá. Nhớ chưa? Mạnh lên đây không sợ à? Mày phải nói to lên mới nghe thấy. Không. Không à? Rồi. Một cậu bé tung tăng tung tăng các bác. Nhìn cung. Nhìn cái cung đường của Mạnh đi thì thế Mạnh đi học thì có đi đường này không? Đi học là đi đường này à? À. Đấy, con đường này là con đường của em Mạnh. Em ấy cắp sách tới trường. Buổi sáng thì là ông đưa Mạnh đi học, còn đến buổi tối thì Mạnh lại cùng về cùng với lại các bạn nhỏ mà ở gần nhà của Mạnh. Ấy ấy ấy, đi cẩn thận nha, chạy rất là nhanh của bác ạ. Cháu được sắp đuổi không kịp luôn đấy. Nhưng phải nói là cái cung đường này khá là quen thuộc với lại Mạnh rồi, thì Mạnh mới đi được thế. Đấy, những cái thửa ruộng này nhỏ nhỏ này các bác này chỉ vừa là hai cái bàn chân đi thôi. Ây, ây. Nghe ông bảo là lên lấy hành cái là tự biết à, tự biết đường là lên lấy hành luôn đấy. Nói là hôm nay tôi được mấy cảm nhận được rằng là Mạnh như kiểu là không phải là một đứa trẻ con 5 tuổi của bác ạ. Đấy, khi mà Mạnh có số phận như vậy thì phải nói là Mạnh cũng tự cho bản thân mình một cái tự lập khá là lớn. Đi từ từ nhá Mạnh nha. Bây giờ mà cô bác chạy theo tầm một đứa trẻ 5 tuổi như là cái cung đường của cháu Lực thì phải nói là nể luôn cô bác ạ, nể phục cái Mạnh luôn.
Đấy. Cảm thấy nó rất, cảm thấy như là không đuổi theo kìm của Mạnh luôn, của Kim, Kim Mạnh luôn rồi. Đấy, cơm thì bây giờ cũng đã chín lên rồi các bác ạ. Mày lấy rửa đi, có biết rửa không? Không biết rửa à? Nè, để vào xô này, để vào chậu này. Bỏ xuống để mà mình nắm luôn. Đổ cái phấn sao? Ông đổ cái phấn nhỉ? Đấy, đổ vào cái xô ấy, đấy, đổ vào cái chậu ấy. Rồi, rất là giỏi. Ở trên cái chỗ vườn kia là vườn của ông chồng à? Vâng. Vâng, ông chú á? Ông chú à, nhà bên trên đấy à? Vâng. Nhưng mà chú cho lấy à? Cho rồi. À. Hỏi cho. À là hỏi là cho đúng không? Nó gặp thì bảo nó không được. À. Mình lấy ít thì cho đúng không ông? Lấy nhiều thì không cho đúng không? Vâng. Ông có muốn trồng rau không thì cháu mua cho ông ít giống rau để mà về trồng. Ông trồng rau gì à? Rau cải à? Rau cải thôi ông. Vâng, không có giống không? Vâng, thế này để cháu đi vào chợ cháu mua cho nhá. Vâng. Sang tuần thì cháu đi vào mua cho ông thêm ít đồ dùng nữa. Vâng. Anh nhìn thấy là những cái nồi, những cái nồi, những cái ấm của ông thì có còn dùng được nữa đâu. Vâng. Bây giờ thì các bác giúp đỡ các bác thì có những cái vật dụng gì nào mà cần thiết thì cháu được xé mua cho hai ông cháu. Bây giờ nếu mà để đưa tiền cho hai ông cháu để đi chợ mua ấy thì sợ rằng hai ông cháu là không còn nỡ bỏ những cái đồ cũ này này, là không còn nỡ mua, là dùng tiền để đấy. Đấy, để đấy thì hai ông cháu cũng không phải là dùng tiền đấy để mà để làm gì đâu. Đấy, cũng để là phần tiền đấy để mà tiết kiệm, làm sao mà khi nào mà có công việc gì ấy, thì cần còn dùng có tiền, có tiền mà phòng thân và có tiền để mà dùng nữa. Cái này là thịt lợn là hôm nọ là ông mua về đấy không? Vâng. Đây là mua về là ông phải là trần qua cái sắc qua muối đúng không? Vâng. Thế thì nếu mà tối nay có thịt rồi trứng, trứng để lại đi không? Vâng. Tối nay có thịt thì trứng để lại đi. Thơm lắm. Hả? 2-3 cái. À, 2-3 cái à? Vâng. Cũng mèo nó khó ăn này đâu. À là mày, mày không ăn thịt thịt đấy á? Thịt mỡ nó khó ăn. Ờ. À. Một cái không bếp mà một cái bếp mà rất là nhỏ nhỏ đó các bác ạ. Ngồi vào hai người là chật nít luôn. Là cái mùa đông đợt vừa rồi thì hai ông cháu trải qua phải nói là một cái mùa đông là cũng rất là lạnh giá các bác. Hôm nọ thì cũng được là khi mà chúng tôi xuống chia sẻ đấy là chưa có đến mùa đông mấy. Và là cháu được cũng mua bạc, mua bạc về để mà quay hết lại nhà cho ông. Đây, chú ổ à, xào cho ông. Cho cái chú ổ. À, Mạnh này cái gì đấy? Hả? Cái gì kìa? À, ai làm cho đấy Mạnh? Hả? Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Này, ông làm cho mày à? Vâng, mày ra, đứa nó không làm. Ờ. Hai ông cháu thì đi mua cái thịt lợn này về thì chắc là cũng khá là rẻ các bác ạ. Thì thấy là rất là nhiều mỡ. Thế bảo là hôm nọ ông đi làm thuê cho nhà nào đấy là mà sắp gặp tai nạn hả ông? Vâng. Là đi hộ cái tá cày à hay là như nào? Tá cày ấy. À. Tá cày trâu nó để nó đói nó về. À. Nó về hút để không kịp nó rồi. À. Thế là hôm nay ông có bị ngã không? Sắp ngã. Sắp ngã à? Ừ, sắp ngã rồi. Để xuống gió. À. Trâu nó phụ.
Thế là thế là trâu nhà người ta chứ hay là trâu trâu của nhà mình? Trâu người ta thôi. Trâu người ta thôi. Nhỏ bao nhiêu? 2-3 con, 1 con nó còn được. À. Thích rồi là đi nó ít hút. À. Rồi thế là lần sau là ông đi vào gần trâu là cũng phải cẩn thận ông nhá. Rồi ông này chắc là dán mấy quả thế thôi. Đấy, dán thế thôi để mà để lại cho hai ông cháu là ăn. Rất là may là không có cái chuyện gì nó xảy ra đối với ông quá, chứ không là không biết là bé Mạnh là phải làm thế nào. Đấy, cất đi Mạnh. Đấy. Trứng này thì chuột vẫn ăn đấy ông nhỉ, trứng này ấy. Ăn đấy. Tôi nói là một cái ngôi nhà mà nhỏ như vậy cô bác ạ, sinh hoạt mọi cái thì rất là khó. Thì khi đi vào trong nhà là phải lấy cúi thì mới vào được ấy cô bác. Nếu mà lấy đứng thẳng lên là không có nó vào được đâu. Đấy, Mạnh là chuẩn bị là rửa bát rồi nhỉ. Đấy, Mạnh là năm nay mới chỉ có 5 tuổi thôi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà Mạnh cũng biết là làm rất là nhiều việc. Không dùng rẻ à Mạnh? Đây này, lấy cái này này. Đấy. Lấy cái này này. Đấy. Đấy, lấy cái đấy để mà rửa bát thì mới được. Này ông ơi, ông đảo thịt nhá. Này, đúa đúa này ông. Đấy, để xấu với lại Mạnh là rửa. Đấy, cho thêm một chút vào rửa bát này. Cho đây. Chú rửa cho. Đấy. Nào, lấy cái rẻ cho chú. Nguồn nước thì phải nói là cũng khá là xa thì mới lấy được nước về, cho nên là dùng thì cũng phải rất là tiết kiệm. Nào Mạnh, cất cái này đi đi. Sau rửa là Mạnh lấy cái này để rửa nhá. Đấy. Chỉ dạy một lần thôi là lần sau là bé tự biết làm ấy cô bác ạ. Đấy, rửa cái này xong là phải nhúng qua đây nhá. Nhúng qua hai lần nước nhá. Đấy, đây nhá, đấy đặt vào đây. Đấy, đây bây giờ là được rồi. Rồi nhá. Nào để chú tráng hết bột cho. Nào để chú tráng hết bột cho. Nào ra đây cho chú được. Rồi mày cầm cái này đi. Đấy, cầm nhá. Đấy, đằng sau là phải rửa như chú này nhà nhá. Rồi, đấy, bây giờ đi được rồi. Đấy. Đấy, bê vát vào trà đi. Cẩn thận đó. Ông cho lợn ăn chưa? Chưa cho đâu à? Thì hay là bây giờ ông đi cho lợn ăn đi để cho nó cơm cho. Sữa ông chỉ lấy cái giỡn. Vâng. Chỉ lấy dâu dâu đó rồi đi chừa đi. Vâng. Sao ăn được chứ? Vâng. Cho ông ăn đi. Ông bắt tôi bịt hết. Đấy, bây giờ thì cho được xé hộ ông là nó cơm đâu có bác ạ. Bây giờ ông thì sẽ phải là đi cho lợn ăn. Tại vì là nhà ông là có một con lợn đấy. Đây đi xem Mạnh là rửa rau một chút cô bác ạ. Đây, đây để xuống đấy để rửa đấy, bỏ xuống đấy đấy, xong rồi tí rửa vào đây nhá, tí rửa vào đây nhá Mạnh nhá. Rồi đây, ở đây thì không phải là ép Mạnh để làm đâu cô bác, này gọi là cho bảo là đi ra rửa rau là cũng biết là tự rửa rau luôn đấy.
rửa rau sạch rồi cho chú xào nhá. Rồi, rất là giỏi. Đây, Mạnh là chuẩn bị là dọn mâm, dọn đũa ra để mà ăn cơm rồi các bác ạ. Trong lúc mà cháu Lực nấu cơm đấy thì Mạnh là phụ giúp cháu Lực là gọi là lấy bát lấy đũa ra rất là nhiều. Này, ông ăn đi bài ông ạ. Đây. Bây giờ thì chuẩn bị ăn cơm thôi Mạnh nhờ. Rồi. Này, chú xây cơm cho. Đấy. Người lao chết cũng khờ. Bữa cơm này thì là bữa cơm thứ hai là ăn cơm với lại hai ông cháu rồi đấy. Nào, lấy bát ra đây chú múc cho. Vâng. Mạnh thì ăn được bao nhiêu bát? Một bát thôi à? Này, lấy bát này. Nào ông, lấy bát đây. Đấy. Bát to lắm à? À đây. Lấy bát nhỏ hơn đúng không? Như này đúng không? Đúng chưa? Rồi. Đấy, bây giờ thì cũng chuẩn bị là ăn cơm rồi các bác. Bây giờ thì nào Mạnh từ từ đã. Bây giờ thì Mạnh mời các ông các bà ăn cơm của Mạnh nhá. Rồi, thanh tay vào. Con mời các ông các bà ăn cơm cùng con. Rồi đấy, bây giờ đi. Đấy, bây giờ bác gửi một lời, ông gửi một lời mời ăn cơm tới các bác nhá. Mời các bác cùng tôi ăn cơm. Rồi đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin được mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng hai ông cháu cùng với lại cháu Lực để ăn cơm của bác nhé. Hôm nay thì sẽ gồm là có một chút là rau, rau này thì rau rất là đắng của bác ạ, và một chút trứng này, cộng thêm là cái thịt này là thịt mỡ, thuộc dạng như kiểu tóp mỡ rồi. Mà bây giờ thì có cái bóng đèn này vào có thể ăn cơm có thể tiện hơn ông nhỉ? Vâng. Rồi bây giờ ông ăn cơm đi ông. Vâng. Bữa này là ăn cơm bữa thứ hai với lại ông ấy. Có ngon không Mạnh trứng à? Ngon à? Ngon ăn nhiều cơm rồi nhá. Mày lớn nhanh nhá. Lớn nhanh phụ giúp ông. Ừ, cái rau này xào lên ăn cũng rất là đắng đấy ông nhỉ? Ừ, đúng rồi. Mẹ này nhá. Không ăn à? Bỏ ăn rồi. Đây dê. Đây ốc. Ôi là Mạnh ăn được cả rau đắng này đấy cô bác ạ. Cho lúc ăn một miếng nó cảm thấy là cái vị rau này rất là đắng. Đắng rồi. Mạnh có thể là nói là ăn được cả rau đắng rất là nhiều ông nhỉ? Ừ. Có đắng không Mạnh? Không đắng á? Ôi giỏi. Ăn rất là giỏi cô bác. Người ta bảo là thuốc đắng thì giật tật, mong sao mà làm sao mà Mạnh ăn được những cái đồ đắng thì không có những cơn ốm vặt xảy ra với Mạnh. Sang tuần thì Mạnh đi học rồi. Đi học là ăn cơm ở trường với ông nhỉ. Ăn nhanh lên Mạnh nhá. Cái nhà của ông là hôm nọ che bạt vào ấy thì bây giờ chỗ nào bị dột không? Dột thêm. Dột thêm à? Đấy Mạnh thì ăn cơm rất là khỏe của bác ạ. Ăn được rất là khỏe nhưng mà chỉ ăn được một bát thôi, vẫn mãi chứ vẫn chưa ăn hết.
nhang nhang đi. Thôi, có vẻ như hôm nay có một trứng thì khá là ngon đấy nhỉ. Ăn no chưa? No. No rồi à? Xem bên này ạ. Cả trứng nóng ạ. Đấy, bây giờ thì Mạnh dọn được mâm không? Hả? Dọn mâm rồi. Này, dọn mâm rồi. Đấy, dọn mâm rồi. Đấy, chỉ cần bảo Mạnh thôi là Mạnh biết làm hết đấy cô bác ạ. Này, trứng quá lỗ nè. Nhìn nhắn à. Không biết đậm, không khấm rồi. Ở trong cái ngôi nhà thì hai ông cháu sinh hoạt trong một cái ngôi nhà thì cũng khá là nhỏ, cho nên là ở trong nhà có thêm khá là nhiều những cái đồ dùng này vậy. Không đến đây. Đồ dùng thì cũng chỉ có những cái món đồ mà các bác gửi cho, thành ra là nhiều thôi, chứ còn hai ông cháu thì cũng cháu được nhìn thấy là chả có cái món đồ gì giá trị cả, món vật chất gì giá trị cả. Có lẽ là bây giờ nếu mà người ta vào trộm ấy, thì có trộm là chỉ có bóng đèn năng lượng mặt trời này thôi. Đấy, bây giờ thì đến lúc mà ăn cơm ấy, thì hai ông cháu sẽ không còn phải là dùng đến cái bóng đèn pin này nữa cô bác này. Đấy, những lúc mà hai ông cháu ăn cơm trước đây thì đều dùng cái bóng đèn này cả. Đấy, bây giờ thì ông với lại Mạnh ở lại nhá, cháu cũng ăn cơm xong là cháu cũng sẽ đi về thôi, tối rồi. Đấy, Mạnh ra đây nào. Ngay ra đây chào con có bà xong là chú cũng đi về thôi. Đấy, ra đây thôi. Đấy, đứng ở kia nhá. Rồi, bây giờ thì Mạnh ăn cơm no chưa? Thôi. Ăn no rồi à? Lau miệng đi. Đấy, lau một chút. Đấy. Mạnh thì khá là ngoan và khá là thông minh của bác. Vẫn còn dính cơm kìa, bên này này, má bên này. Đấy, vẫn còn dính cơm. Đấy. Đấy, bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin phải là kết thúc cái thức phim này thôi cô bác ạ. Hôm nay xuống với hai ông cháu thì cũng khá là sớm rồi, bây giờ về thì cũng khá là muộn. Bây giờ thì Mạnh gửi một lời chào tới các bà nhá. Vâng. Rồi, con chào tạm biệt. Con chào tạm biệt. Các ông các bà. Rồi. Bye bye. Bye bye thôi. Rồi, thế bây giờ bác ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nhá. Vâng, chào tạm biệt. Không, các bác nhá. Rồi, cơm xong. Lại là sứa rồi đấy cô bác ạ. Đấy. Ông nọ chắc là còn có sứa. Bác yêu thế ạ. Thôi rồi, xin đến khâu nhà đâu. Đấy. Bye bye thôi Mạnh ơi. Bye bye đây. Đấy. À, vào đây. Đấy, ở bên ngoài thì cũng khá là tối rồi cô bác ạ. Bây giờ thì phải dùng đến đèn pin thì mới về được rồi. Ông thì bây giờ là đi lấy trâu của ông? Vâng. Trâu của ông này để đâu? Dưới này. Dưới kia à? À. Thế là bây giờ lấy về là buộc nó ở đâu ông? Muốn buộc ở ruộng dưới chứ mà. Muốn buộc ở ruộng dưới à? Rồi. Vâng. Hay. Hay bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ lại di chuyển đi về thôi các bác. Trời mấy hôm nay thì bây giờ hiện tại là đang là 6 giờ tối rồi các bác ạ. Trời thì tối rất là nhanh. Đấy, cũng cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác khi mà theo dõi được những thức phim, những hoàn cảnh mà cháu Lực chia sẻ lên, các bác thấy những hoàn cảnh nào mà khó khăn thì các bác giúp đỡ, có thể như là tất cả các bác Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước cùng nhau chung tay đóng góp mỗi người một cái viên gạch chẳng hạn, để làm sao mà giúp đỡ cho ba, giúp đỡ cho hai ông cháu, cũng như là những cái hoàn cảnh khác mà cháu được đi chia sẻ, có một cái ngôi nhà yên ấm, hay là có cái tình yêu thương của các bác gửi tới cho các những hoàn cảnh đó. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin phải là dừng cái hình đấy thôi các bác ạ. Cái đoạn đường đi thì leo lên trên đồi của các bác, thành ra là khi mà leo lên ấy thì rất là mệt, và khi mà cháu Lực vừa đi vừa nói chuyện ấy thì cái cảm giác như là cái hơi của mình nó không có được điều đặn, thì các bác nghe các bác sẽ cảm giác như là không có được tôn trọng các bác ấy các bác. Đấy, bây giờ thì lời cuối cùng thì cho cháu Lực xin được hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Hem. Xin chào các bác anh chị. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác,
Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.